Chào mừng các bạn quay lại kênh Than 78. Hôm nay mình tiếp tục review con diều này 5m nguyên hình cũ, đang có bộ hòa đàn đây, hòa đàn VIP nhá. Hòa đàn này không biết nay gió đang tầm 22, chị Google báo đấy, không biết sao. Con này nó bảy chắc vòng lúc săn lúc tí lúc mới bay được câu mấy màu nắng một màu khác hòa đàn nhá. Nay chị Google đang báo gió 22-23 đấy, nên là rất đẹp. Kêu nổi hay không? Đúng rồi, dây keo cột phụ ấy. Cái độ cong của con này khoảng trên mặt đất khoảng 40 đấy. Đang quấn dây cơ. Con này 3 mét này. Đang xuống rồi. Sắp xuống tới nơi. Bắt được tay không? Mười đấy. Ô, đẳng cấp. Nghệ nhân. Diều bay đẹp như thế này mà. Diều đẹp may như thế này, bay đẹp như thế này mà các cụ cứ chê. Các cụ cứ chê con diều người ta đẹp như thế này, bay đẹp như thế này, bắt tận tay như thế này, vải may đẹp như thế này mà các bạn. Đấy, cụ ông 71 tuổi đấy mà. Rồi. Đang ra khu vực cho bay nha các bạn nhé. Tác rất nặng, 5 mét và cộng thêm ấy nữa nặng lắm. Chạy! Chạy! Tăng xả dây đây nha. Con này của Hoàng cho bạn đảo thế ta. Con này đảo quá, con này 48 là đảo quá. Con này đảo thế. Con này đảo thế. Con này gió nó như không cứng quá, không xả được gió hay sao đấy. Con này quay mấy vòng rồi đó mà mình không quay được. Con này đảo quá. Đứng im rồi thấy chưa?
ông này ông đậu. Đây. Đang xuống cái này là chỉnh leo lại nha các bạn nhé. Ấy quá, chỉnh lại cho bay lại chứ nó đảo quá. Đang không? Đấy. Thằng Nhiên đấy. Đấy, một người kéo như thế nha, một người đang giữ cái đồng đọc các bạn ạ. Đó. Thì như vậy nó mới xuống được nhiều nha. Kéo tay không cái tay nào kéo được. Đó. Một người đứng trụ này. Mọi người đứng trụ, cũng có đồng rồng. Đây, đứng trụ cái đồng rồng như thế này. Còn nhiều nó cứ đi xuống theo rồi. Ok, nó gần xuống tới phải kéo bằng tay em bạn nha. Mới điều khiển được. Còn khoảng 30 thước nữa này. Này, 30 thước nữa. Xuống chỉnh cái lèo cho lên lại nha. Hai chục thước thôi. Xuống gần tới. Nó kéo đi, nó kéo đi. Nhỏ lắm, nó lớn lắm. Lại lên lại rồi. Lại xuống lại. Đang đứng gió cho nó đi. Đang đứng gió các bạn ạ. Đang đứng xuống, tranh thủ. Rồi, quá đẹp. Chỉnh lại leo cho lên lại nhá. Tôi đang chỉnh lại cái dây leo ấy rồi lên lại một phân. Hôm nay leo nó hơi cao. Một phân thôi các bạn ạ, một phân là cả một vấn đề nhá. Rồi, cho bay lên lại nhá. Rồi cho bay lại nha các bạn nha. Chỉnh trong leo rồi, lên một phân, hôm nay nó bị hơi bị thấp cho nên nó hơi bị đảo nhiều. Nó đảo qua đảo lại á. Lên nhá. Lên. Rồi đang xả dây nhá. Chắc lên ổn rồi đấy. Cái lèo rất quan trọng nha. Các bạn chỉ cần nửa phân đến 5 ly thôi là nó là đi một trời một vực luôn. Đó các bạn thấy lên êm chưa? Không để nó quay trong chóng luôn. Ổn đấy. Còn xả dây tiếp đây. Rồi các bạn thấy đứng yên chưa? Hay không? Cần chỉnh leo sơ một cái, một là con diều của tao đứng yên. Rồi các bạn thấy hay, các bạn cho mình một like, một chia sẻ nhé. Các bạn nào chưa đăng ký kênh thì các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại.